Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá ga hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2024 trên kênh Giá Năng Lượng TV. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Thưa các bạn, giá ga hôm nay ngày 23 tháng 10, thị trường thế giới ghi nhận giảm, trong khi dự báo giá ga trong nước tháng 11 có thể không thay đổi do giá CPI ổn định. Cập nhật mới nhất trên thị trường, theo ghi nhận của chúng tôi, giá ga trên thị trường thế giới vào lúc 13 giờ chiều nay hiện ghi nhận giảm 0,26% xuống mức giá là 2,295 USD trên 1 MMBTU đối với hợp đồng khí ga tự nhiên giao tháng 11 năm 2024. Các nhà phân tích ngành và các nhà giao dịch LNG lớn cho biết Trung Quốc, quốc gia đã vượt qua Nhật Bản trong những năm gần đây để trở thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, sẽ là động lực tăng trưởng chính của nhu cầu LNG toàn cầu. Dự báo giá ga trong nước tháng 11 có thể giữ ổn định và không thay đổi do giá CP tháng 11 ổn định. Sau đây là những thông tin cụ thể. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Theo một giám đốc điều hành tại công ty xuất khẩu LNG hàng đầu của Hoa Kỳ, trên EEnergy, nhu cầu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng hơn 50% vào năm 2040, từ 400 tỷ mét khối BCM hiện nay lên hơn 600 BCM. Ying-Ying Zhu, giám đốc nguồn gốc LNG tại trên IE, cho biết tại hội nghị thị trường khí đốt châu Á vào thứ Ba, theo Reuters đưa tin, không còn nghi ngờ gì nữa, nhu cầu khí đốt tại Trung Quốc tăng trưởng. Xét về giá trị tuyệt đối, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu năng lượng, các chính sách như chuyển đổi từ than sang khí đốt, cũng như sự phát triển cơ sở hạ tầng khổng lồ. Trên IE dự kiến, Trung Quốc sẽ sớm trở thành thị trường đầu tiên trên thế giới có nhu cầu LNG 100 triệu tấn. LNG sẽ chiếm khoảng 25% tới 30% tổng nhu cầu khí đốt tự nhiên của Trung Quốc, giám đốc điều hành cho biết thêm. Các nhà phân tích ngành và các nhà giao dịch LNG lớn cho biết Trung Quốc, quốc gia đã vượt qua Nhật Bản trong những năm gần đây để trở thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, sẽ là động lực tăng trưởng chính của nhu cầu LNG toàn cầu. Về tình hình giá CP tháng 11 và dự báo giá gas tháng tới, theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, tính tới 13 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 10 năm 2024, ghi nhận giá CP tháng 11 năm 2024 có mức giá là 622,39 USD trên tấn, thấp hơn giá CP chính thức tháng 10 là 0,11 USD trên tấn. Vì vậy, nếu giữ mức giá này, dự báo giá gas trong nước tháng 11 sẽ duy trì ổn định và không thay đổi so với giá gas tháng 10 năm 2024. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 23 tháng 10 năm 2024, giá gas bán lẻ tại thị trường trong nước tháng 10 tiếp tục tăng theo giá thế giới. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, giá gas bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng. Theo đó, giá gas bình Petrolimex bán lẻ, đã bao gồm thuế tháng 10 năm 2024, tại thị trường Hà Nội là 456.100 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.824.300 đồng trên bình công nghiệp 48 kg, lần lượt được tăng 4.600 đồng trên bình 12 kg và 18.500 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, bình 12 kg có mức giá là 455.000 đồng trên bình, bình 48 kg là 1.816.000 đồng trên bình. Tương tự như vậy, giá bán bình Petro Việt Nam Gas sẽ tăng 500 đồng trên kg, đã bao gồm thuế, tương đương 6.000 đồng trên bình 12 kg và 22.500 đồng trên bình 45 kg so với tháng 9 năm 2024. Giá gas các thương hiệu Thủ Đức Gas, VT Gas, City Petrogas, Vinapacific Petrogas và Vimex Cogas đều tăng giá 6.000 đồng trên bình 12 kg. Riêng công ty Saigon Petro thông báo, giá bán các bình gas SP tăng 458 đồng trên kg, đã bao gồm thuế, tương đương tăng 5.500 đồng bình 12 kg. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas bán lẻ trong nước có 6 lần tăng, 3 lần giảm giá và 1 lần không thay đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật mới nhất về giá gas hôm nay. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.